Ở nhà nha, hôm nay thì kênh Thai TV sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin rất là vui khi mà hiệp 1 giữa trận đấu giữa U16 Úc và U16 Malaysia đã kết thúc và trận đấu này có cái kết quả là hòa. Với kết quả này thì U16 Việt Nam của chúng ta sẽ là đội đi tiếp nha quý vị. Và cái trận đấu giữa U16 Campuchia và U16 Myanmar cũng có kết quả hòa với tỷ số là 0-0. Và cái kết quả này cũng chính là cái kết quả giúp cho đội tuyển U16 Việt Nam của chúng ta sẽ đi tiếp tại cái giải đấu vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Campuchia. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đón chờ xem ở diễn biến của hiệp 2 và chúng ta hãy cổ vũ cho Campuchia và cổ vũ cho Úc sẽ có được cái thắng lợi hoặc giả là cái kết quả này sẽ duy trì cho tới cuối trận. Một trong hai đội chỉ cần là có kết quả là hòa hoặc giả là một bóng mà Campuchia hoặc là Úc sẽ thắng thì chúng ta sẽ có vé, chắc chắn có vé vào với bán kết nha quý vị. Lát nữa thì sẽ có những kết quả nào thì Thai TV sẽ thông báo đến cho tất cả quý vị và các bạn liền. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng qua hiệp 2 và xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những cái thông tin mới nhất từ kênh Thai TV. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke thì quý vị và các bạn hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 hoặc trả lời số Zalo 0939315461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký kênh ủng hộ kênh Thai TV như quý vị. Và bây giờ xin chào.